Hiện tại thì mình đang có mặt ở một cái bãi biển của tỉnh Bình Thuận nha. Đó. Và đằng xa xa kia là một cái hòn đảo. Hôm nay mình sẽ làm một cái chuyến khám phá cái hòn đảo này nha. Để ra cái hòn đảo đó thì mình đi cái thuyền hơi nè. Đây là đảo Hòn Bà thuộc La Ghi, Bình Thuận. Bây giờ mình sẽ lên xuồng đi ra đảo nè. Ở đằng đó có hai anh trai đang chèo súp, mà anh đang bắt cá bắt ghẹ gì đó kìa. Chuyến đi lần này thì mình có đem theo đầy đủ vật dụng luôn, nào có mền gối nè, nước uống nè, đồ ăn cũng có luôn nữa. Mà ra tới ngoài thì mình sẽ đi săn bắt để mà tìm kiếm đồ ăn thêm nha. Hòn đảo này cách bờ khoảng 1 hải lý nha mọi người, nhìn thấy nó nhỏ xíu à, thấy vậy chứ cũng xa lắm đó. Đây cái thuyền của mình, cái động cơ thì nó cũng yếu rồi, nó không có chạy nhanh lắm đâu, chạy tèm 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 ra tới ngoài à. Gặp mà trời sóng to gió lớn nữa thì chạy chậm dữ lắm. Người thấy cái xuồng của mình không, nó muốn bóc cái đầu lên luôn vậy. Đi có một người à, nhẹ quá, những cái con sóng ở đây nó cứ tạt văng nước quá, văng ướt người của mình luôn rồi. Mình cố gắng mình chạy làm sao cho vuông góc với những con sóng nha, mình không có chạy song song với nó, song song nó dễ bị đánh lật lắm á. Đi vuông góc nó thì dễ bóp đầu lắm nè, bóp đầu thì không sao, bóp đầu thì chịu văng nước thôi, chứ mà đi song song là nó đánh lật ngang qua cái là mình úp luôn á. Biển mùa này động quá mọi người ơi, mùa mưa bão nè, sóng to gió lớn gì khó lặn lắm. Mình có đem theo đồ nghề để lặn, có đem câu thêm câu cá nữa, lặn không được thì mình đi câu cá câu mực kiếm ăn ha. Sau hồi nãy giờ khoảng 30 phút thì mình cũng gần tới nơi rồi nè. Nó xây sóng hơi bồn chồn khó chịu quá. Nãy có những cái lúc mà mình cảm thấy mình bay hỏng trên không trung luôn á. Những con sóng cao á, nó đánh cái tàu của mình bay lên không trung luôn. Lúc đó là hú hồn. À, phía trước mặt mình thấy đó là một cái ngôi nhà. Và có một cái cổng giống như là cổng chùa vậy đó. Để mình lên mình xem có cái gì nha. Lên cho tới trên đảo rồi mọi người ơi, sóng mạnh quá, tạt nước nước đổ hết trơn luôn rồi, tí xíu nữa là bắt ối luôn đó, bụng nó còn cạo râu nao chịu không nổi luôn, sóng mạnh quá. Thôi là lên bờ kịp lúc. Ở đây có cái trái gì lạ lắm nè mọi người, chùm nó mấy trái luôn, ở trong nó có cái hộp đen đen nè, quá lạ luôn. Ở đây một trái nữa nè mọi người, mấy cái hộp của nó bị mấy cái con giống bọ xích nó đang ăn hay gì á. Bọ xích ăn được chắc là mình cũng ăn được á, mà bữa nay không có đi sinh tồn cho nên mình cũng không có dám thử nha. Nếu đi sinh tồn là thử ăn coi được hay không liền. Mình vừa lên phía ở trên, ở trên đó có điện thờ nha mọi người. Bây giờ mình trở xuống dưới nè, chuẩn bị đi săn bắt để kiếm bữa ăn tối thôi. Ở đây thì mình vừa lượm được một cái miếng lưới, ở bên trong nó có cây sắt nha mọi người. Mình sẽ lấy cái cây sắt nhọn này để làm cái chĩa. Cây chĩa này thì để tối nay mình đi lặn mình đâm cá nha. Mà hiện tại thì mình thấy thì sóng biển mạnh quá, sợ nước đục tối nay mình lặn mình không thấy được, mình không có đâm cá được.
Bởi vì mình để đó, lát nữa mình đi câu cá trước nha. Mình có đem theo con tôm giả, tí xíu mình ra mình câu mực. Mình mới câu được con mực mọi người ơi, trời ơi nó xịt. Điên thù lùi cái tảo mình rồi. Trời ơi. Con mực nó xịt điên thùi lùi luôn rồi. Xong. Mình đang đi câu mực nè. Mình có bơi ra khỏi cái đảo một đoạn rồi mình mới câu nha mọi người. Ở trong cái bờ nhiều đá quá, mình câu không có được. Thì mình đang thả neo câu ngoài đây nè. Hồi chiều mình bơi ra ngoài mình câu một chút xíu thì cái máy quay của mình nó hết pin rồi. Mình gán mình ngồi mình câu, dầm mưa mình câu tới tối luôn nè. Được có mấy con nè. Bây giờ vô bờ rồi thì mình quay thành quả cho mọi người xem. Gần 2 tiếng đồng hồ mình câu được có 5 con à. Mọi người nhìn xem con mực nó trong veo à. Con mắt nó xanh lè luôn. Tạm thời mình để mấy con mực ở đây ha. Bây giờ mình đi lặn nè, thử có bắt được cua cá ốc gì nữa không. Đây là toàn bộ cua cá ốc hồi chiều giờ mình bắt được nè. Bây giờ mình sẽ đem nấu nó lên luôn nha. Trước tiên thì mình sẽ đem luộc mấy con mực này nha. Nhưng mà mọi người nhìn xem nó đang bị nổi lốm đốm kìa. Nó đang đổi màu á. Những cái đốm nó cứ nổi nhìn rất là lạ luôn. Wow. Chín ngầu, chín ngầu. Con mực của mình nó chín rồi mọi người ơi. Mời mọi người ăn mực nha. Đây mình có chai muối ớt xanh nè. Em dưới vô. Mời mọi người cùng thưởng thức món mực luộc của mình nha. Công nhận cái con mực mà mới bắt lên ăn nó giòn mà nó ngọt ngon ba chế một chiếc luôn quá đã.
cái mà đen đen này của nó ăn ngọt ngon lắm. Tám con nữa. Chấm nhiều. Chấm nhiều. Mời mọi người nha. Nóng lắm. Tay chân mình hơi lem luôn, mọi người thông cảm nha. Ăn bốc vậy nó mới đã. Công nhận con mực nó tươi, nó giòn, ngon quá ngon. Đây nè, cái túi mực của nó nè mọi người. Túi mực của nó có vị hơi chua chua. Ngọt ngọt. Ngon. Chơi thì miếng này. Đó. Quá ngon. Mời mọi người con nữa nha. Chật nước chanh vô. Bá chế bù chét luôn.
kế đến mình sẽ luộc mấy con ốc với mấy con cua này mọi người. Còn một con cá thì tí xíu nữa mình nướng con cá ăn ha. Wow, chín rồi nè, món ốc của mình sắp chín rồi. Đây thì cá nướng, con cua với mấy con ốc của mình nó cũng chín rồi nè mọi người. Cá thì cũng đã chín nương nè, mời mọi người cùng với mình thưởng thức tiếp nha. Nó chắc thịt thôi rồi luôn, thịt đầy cái can luôn. Xíu rồi. Rồi mời mọi người nha. Càng cua quá ngọt luôn. Còn ốc mọi người đây. Bỏ cái phần ở dưới nha. Rồi mọi người. Giòn, ốc này giòn ngon. Hơi đắng đắng chứ. Càng cua này nãy kẹp mình à. Khi mà nó rụng càng rồi cái càng nó vẫn kẹp được, chứ không phải là nó gãy càng là xong đâu. Cái càng nó gãy rồi nhưng mà nó vẫn còn nhịp được, nó kẹp mình đau thêm đó mọi người. Ngộ ghê vậy. Rồi bây giờ mình sẽ ăn hết cái nồi này. Chuẩn bị chui vô ổ ngủ mọi người ơi. Là chỗ ngủ của mình nha. Ở trên thì đã có mái che rồi, ở dưới thì có lớp có mền nữa nha, mình có đem theo mền nữa. Tối nay ngủ êm ấm luôn rồi. Giờ gió hơi yếu, hơi bị nực. Gió mạnh xíu ngủ cho nó mát à. Nằm trên cái này êm lắm mọi người ơi. Giống như một cái niệm hơi vậy. Quá đã luôn. Có mái che rồi. Mưa lớn nhỏ thì không sao. Sợ mưa lớn nó thổi bay thôi. Mà trời trong xanh lắm mọi người ơi, có trăng sao luôn nữa. Chắc chắn là không mưa đó. Hên là nơi không có mũi nha. Mà có thêm miếng gió ngủ cho mát rồi, nực quá. Thôi, bây giờ mình đi ngủ đi mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Bye bye mọi người. Chào buổi sáng tất cả mọi người. Mình dậy rồi nè. Bây giờ mình sẽ đi kiếm đồ ăn sáng nha. Hơi bị đói bụng luôn rồi đó. Sáng thì nước lên nè. Biển mùa này động quá mọi người, sống quá trời sống, bơi lặn khó lắm, nước bị đục nữa. Wow. Bây giờ mình sẽ đi đục hào nha mọi người, mình sẽ đi một vòng quanh đảo luôn. Đây có mấy con hàu nè mọi người, giờ mình sẽ đục mấy con hàu này nha.
cho một con. Hai con luôn. Đây là phần thịt của con hào nè mọi người. Hào mập quá ha. Wow, chỗ này hơi khó qua. Là một cái vách đá. Đi xuống thử bên đây coi. Đây. Ghê quá, ghê quá. Ở đây có một tảng đá khổng lồ nó bị nứt làm đôi rồi mọi người. Tách làm đôi luôn. Ở đây cũng có một tảng đá bị tách làm đôi, có một cái khe ở giữa nè. Để mình thử coi chui lọt cái khe này không nha. Vừa lọt, vừa lọt. Tôi vừa lọt cái khe luôn mọi người ơi. Đây có những loại cây gì khá là đẹp luôn nè. Đây là gì vậy ta? Cái gì đây? Không biết cái này là cái gì luôn. Này giống những tấm pin mặt trời quá ta. Những cục đá đây rất là ngộ luôn.
tiếp tục muốn qua chỗ này thì mình phải chui một cái khe. Ở đây có một cây thang nữa nè. Để cái thang này để leo núi. Để mình chui qua cái khe này đi. Ồ, vô cái khe nó mát. Đá cao sừng sững. Đường đi rồi. Thank you.
Rồi tới nơi rồi, mình đã đi hết một vòng đảo rồi. Đây là mấy con ốc nãy giờ mình bắt được nè. Ít ít thôi, có không nhiều, đủ để mình nấu mì ăn mọi người ơi. Thì mình sẽ nấu mì nha. Để mình luộc mấy con ốc nè mọi người. Ốc này lạ ghê vậy. Đó giờ mới ăn lần đầu luôn, ăn thử coi sao. Luộc lên nặng mình nấu mì nha. Đó, mì của mình nó chín rồi. Thử ra. Đây có hai con ốc. Con ốc hồi nãy mới bắt nè mọi người. Ốc lạ nè, ăn thử nó ngon nè. Ốc này ngon. Thịt nó dai ghê vậy đó. Ngọt nữa. Ốc này ngon quá. Mình đã cuốn gối đồ đạc xong rồi mọi người ơi. Bây giờ lên đường nha, trở về đất liền. Hơi xa ha. Rồi, tạm biệt hòn đảo. Trở về thôi. Bye bye mọi người luôn nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của mình. Hãy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh nha.